qua một cái ngầm suối này, ngầm rất là sâu, đi rất là nguy hiểm. Ngầm này ngập đến tận đùi luôn đấy. Hơi nữa đấy. Đấy, thắng hơi. Các bạn thấy nghe thắng hơi chưa? Đến còn chiếc xe kia nữa kìa. Qua ngầm rất là sâu. Phía trước này qua một cái ngầm. Qua một cái ngầm suối. Cầu mới lên. Giờ đến cái xe này nữa. Rồi, qua đây có một cái ngầm rất là sâu. Tới rồi. Nhà buộc phải hỗ trợ nhau qua suối.
xuống hồ tay anh. Này tí về chở nặng nữa thì không biết là sẽ qua như thế nào đây. Từ đây anh. Rồi qua nhẹ nhàng. Bạn kia thì không có cầu trước. Qua cũng rất là vất vả. Tới đây, tới đây. Tới đi. Bánh luôn, nó cũng qua rất là nhẹ nhàng.
xa xa bên kia có một cái xe đang bị mắc lầy bên kia, nó tắc đường mất rồi không đi được, chắc phải sang trợ giúp với họ thôi. Chiếc xe man nhỏ thôi, nhưng là một chiếc xe man rất là nhỏ.